Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại VS News và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Mặc dù đã lên tiếng thừa nhận trong mắm tôm có rán và quán bán đắt, thế nhưng hiện tại quán bún đậu mắm tôm của Mạc Văn Khoa vẫn đang nhận về cơn bão đánh giá 1 sao, cùng với đó là hàng loạt những tranh cãi từ cộng đồng mạng. Liên quan đến sự việc quán bún đậu mắm tôm của nam diễn viên hài Mạc Văn Khoa bị khách hàng tố là bán hàng không đủ an toàn vệ sinh thực phẩm khi mà trong mắm tôm có rán và bún đậu được bán với giá thành khá đắt so với thị trường, thì ngay sau đó Mạc Văn Khoa đã lên tiếng thừa nhận sự thật và gửi lời xin lỗi đến thực khách. Nhờ cách xử lý kịp thời và khôn khéo, Mạc Văn Khoa được chuyên gia truyền thông nổi tiếng khen ngợi về cách xử lý khủng hoảng truyền thông. Theo đó, chuyên gia này chia sẻ trên trang cá nhân, ông bà ta có câu, khôn ngoan chẳng lại thật thà. Trong trường hợp này thì sự thật thà của Mạc Văn Khoa là liều thuốc hữu hiệu để khủng hoảng truyền thông của anh nhanh chóng dẹp xuống và chiếm được tình cảm của đông đảo khách hàng. Tuy nhiên, do phát ngôn thừa nhận vấn đề có rán trong mắm tôm là sự thật, quán ăn của Mạc Văn Khoa lại bất ngờ nhận bão 1 sao. Theo đó, mục đánh giá trên Google của hầu hết các chi nhánh bún đậu mắm tôm của nam nghệ sĩ đang tụt lượng sao chất lượng trầm trọng. Một số chi nhánh chỉ còn 1,4 trên 5 điểm vì liên quan đến vấn đề lùm xùm vệ sinh an toàn thực phẩm. 10 cửa hàng bún đậu mắm tôm của Mạc Văn Khoa chỉ có 2 địa chỉ yên ổn, mức đánh giá nằm ở mức 4.0 điểm. Trong đó, thực khách đã để lại những bình luận đánh giá khá bức xúc như đậu dở chả cốm cũng dở nốt, thức ăn mất vệ sinh. Trước việc quán ăn của Mạc Văn Khoa bị đánh giá 1 sao, dân mạng đã tạo nên cuộc tranh cãi trái chiều. Theo đó, một số người cho rằng các quán ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì nên bị xử lý nghiêm minh. Thế nhưng vài dân mạng lại tranh luận theo hướng ngược lại và bênh vực cho nam nghệ sĩ. Được biết, trước khi nam diễn viên ra mặt thừa nhận thì quản lý của chi nhánh bị bóc phốt lại lật lọng khi người này phủ nhận có rán trong mắm tôm và cho rằng đó là hành phi sát lại khi chế biến. Thế nhưng sau đó, Mạc Văn Khoa lại chia sẻ rằng, tôi xác nhận thông tin này là có thật, nhưng chuyện đã diễn ra cách đây vài tháng rồi, tôi không biết tại sao bây giờ mọi người lại nhắc lại. Hiện tại, lượt đánh giá tất cả các chi nhánh quán ăn của Mạc Văn Khoa đều đang xuống uy tín khá nhiều do bão 1 sao từ cộng đồng mạng. Còn các bạn thì sao? Các bạn đánh giá như thế nào về sự việc này? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share cũng như là subscribe để nhận thông tin mới nhất có trong ngày.